Tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng truyền thông về lợi ích của các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. 50 học viên được chia sẻ các thông tin kiến thức về các biện pháp phòng lây nhiễm HIV/AIDS, thông tin cơ bản và lợi ích của điều trị methadone, lợi ích tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị ARV sớm, về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và tìm hiểu về bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV. Qua đó nhằm cung cấp các thông tin kiến thức cơ bản kịp thời để các học viên đang cai nghiện tập trung tại cơ sở có thêm hiểu biết và thái độ đúng về phòng chống HIV/AIDS. Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ mở 10 lớp tập huấn, mỗi lớp khoảng 50 học viên.